School in my heart. Giấc mơ âm nhạc, Lala School be your friend. Lala mang bao giấc mơ, ta cùng tay nắm tay trên con đường đi. Lala School in my heart. Sống trong âm nhạc, Lala School be your dream. Lala mang bao khát khao, thắp sáng lên đam mê từ trong con tim. Với nội dung tập trước, Mon và Kenji đã chiến thắng và giành lại được công bằng cho việc thi. Song song, cuộc chạm trán ba người giữa Trương Kiệt, Tuệ Nghi, Nhật Nam đã khiến cho Trương Kiệt có một chút khó chịu. Bên cạnh đó, Kata bị Khiết Băng hiểu lầm nhưng lại không có cơ hội giải thích. Liệu rằng sự hiểu lầm đó có được hóa giải hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem tập tiếp theo của Lala School. Anh Mon ơi, em có mua trà sữa mà loại anh thích nè. Anh còn buồn vụ hôm bữa hả? Sao không buồn cho được? Anh ơi, nhưng mà đáng lẽ anh phải vui chứ. Ba mẹ Vương Tuyền hết giận nhau, cả gia đình đoàn tụ về Nhật. Anh biết như thế, nhưng mà em vẫn cứ buồn. Hay là bây giờ em tìm Facebook Vương Tuyền cho anh nha. Đúng rồi. Chết, đợt này cái não của anh bây giờ nó chạy chậm quá. Vậy là anh hên lắm á nha, mới có người em như em. Thông minh, đẹp trai, sáng lạng. Em thông minh thật. Nhưng mà em mau quên quá à. Em mua cho anh mà. Thì hồi nãy anh buồn, em mới mua cho anh thôi. Bây giờ anh vui rồi, em uống. Anh ơi, em nhớ anh quá. Em xa anh 1 giờ, giống như là xa anh 60 phút vậy đó. Quá trời quá đất rồi. Trời đất ơi, sao lúc nào cũng bị phát hiện? Cũng thấy từ lúc có app P612 này, hai người tình cảm khăng khít dữ hen. Tôi nói cho bà nghe, gọi là tôi học hỏi, phấn đấu, update công nghệ lên tầm cao mới, hiểu không? Mà nói chứ, từ lúc bà chỉ tôi xài này á, tôi gửi cho anh Xe Quỳnh hoài luôn. Cái như là tôi gửi hoài, cái ảnh thấy tôi dễ thương hay sao á. Cái ảnh đối xử với tôi tốt lắm cờ. Ồ, vậy là nhờ tôi đúng không? Ừ đúng rồi, nhà văn á. Trả tiền nước nha. Trời, tưởng gì, nước thôi mà. Trời ơi, tiền đối với Ly không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề Ly không có nhiều tiền. Ê, hay là tí nữa mình uống cà phê xong cái mình đi qua Qatar chơi không? Cái gì? Qua Qatar chơi. Qua Qatar chơi? Bà nghĩ sao bà rủ tôi qua chỗ Qatar chơi, qua cái chỗ của thằng cha nhiều chuyện vô duyên đó vậy hả? Từ đây trở đi nha, bà có rủ tôi á, tôi cũng không thèm đi đâu. Trời ơi, bình tĩnh đi. Tất cả là do ông nội Tết đi, ổng nhiều chuyện, ổng nói tầm bậy tầm bạ thôi à. Tôi nè, tôi với Xe Bình chứng kiến từ đầu đến cuối. Qatar không có nói gì hết trơn. Bà nghĩ qua như Qatar rồi. Vậy là... Nè, bữa đó tôi thấy bà quá đáng lắm rồi đó. Qatar bị bà hất nguyên một cái ly nước vô mặt. Trời ơi, biết bao nhiêu người. Thấy tội cho ổng lắm. Đã vậy ổng còn ăn cái sô-cô-la bị... Không có gì hết. Ổng bị quan đó, cái băng. À ha, nhắc cái này tôi mới nhớ. Có người nói tôi sủ nhi, làm sô-cô-la đồ. Vậy mà có người cũng âm thầm làm sô-cô-la. Đã vậy còn không có được an toàn thực phẩm, làm người ta ăn xong cái... Bởi vậy nè, đừng có mà kêu người ta ra đây rồi tự tưng bốc mình rồi chê người ta chế này chế kia rồi nói tùm lum tà la. Tôi không hiểu gì hết trơn á. Tự trả tiền nước đi nha. Ê, không phải gu của bà tới rồi kìa. Đi. Còn mắc cỡ nữa chứ, có gan làm, không dám gan nhận. Nhát gan, bà không thích là đúng rồi đó. Tuệ Nghi, hôm nay học xong em định đi đâu? Một người thì cả trường đều ghét, một đứa thì mù quáng. Đi chung với nhau, đúng là trời sinh một cặp mà. Thôi, vậy đi bà, nói về hoài kỳ quá à. Tôi ghét, không chịu cũng được. Ê, thầy vô kìa. Thầy gì lạ quá vậy trời. Ai lạ này? Xin chào các em. Chào thầy. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là giáo viên mới được nhà trường cử từ Nhật Bản về đây để dạy cho các em một bộ môn học mới. Đó chính là bộ môn Dance Sport. Có chữ Sport là khỏe. Bộ môn Dance Sport này sẽ giúp các em có một cơ thể thật dẻo dai, khỏe mạnh, tăng sức bền cho cơ thể và có một tâm hồn thật là quyến rũ. Nghe đến đây chắc các bạn nữ hoặc các bạn đang sắp trở thành nữ sẽ rất thích đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ mời một bạn lên để thị phạm. Em lên đây. Sao mời bạn nam vậy thầy? Bước đầu tiên, hai người sẽ đối mặt với nhau. Bạn nam sẽ để tay trái ở sau lưng, chân phải bước ra một bước. Chân trái bước ra sau, tay giơ lên, tay phải giơ lên, đánh 2 vòng. Merge. Rồi nữ, chân phải cũng bước qua một bên. Một tay cầm váy. Đâu có váy đâu thầy. Cầm hư không đi em. Tôi hỏi nhiều quá, mỏi quá rồi đấy. Cầm váy nâng lên, tay phải đặt lên tay của bạn nam và nhúng một cái cho sang trọng. Bạn nam sẽ cầm tay của bạn nữ đặt vào tay còn lại. Sau đó bạn nữ bước tới gần bạn nam bước tới gần bạn nữ. Tay bạn nữ đặt lên vai bạn nam, còn tay bạn nam đặt vào sau eo bạn nữ. Sao bạo lực quá vậy? Sao phải chắc chắn thì người ta mới không ngã. Rồi, nam tiến một bước, nữ lùi một bước, bắt đầu bằng chân phải. 2, 3, bùm, chắc, chắc. Sau đó, chân trái bạn nam lùi về một bước, chân phải bạn nữ tiến lên một bước. 2, 3, bùm, bùm, chắc. Về chỗ. Hay không? Ừ. Các em đã nắm được chưa? Dạ rồi. Gì vậy thầy? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt cặp với nhau để nhảy đôi. Hình thức bắt cặp: bóc thăm. Em làm bóc trước cho thầy. Mời các bạn nam làm bóc. Em. Tôi lên trước có gì bóc. Nào nhanh lên. Tính bóc bà kìa. Dễ lắm. Dễ bóc trúng khiết băng nhà tôi lắm. Khiết băng xinh đẹp, ai thèm bóc trúng với mấy đứa con nít bao giờ chứ. Ai đọc to lên Mina. Rồi về. Kế tiếp. Tuệ Nghi. Net. Nhảy với đứa đáng ghét nhất trường. Kick băng. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Bóc chúng tôi gì vậy? Hả? Này, sao mà bạn thân khuyết băng chả dễ thương như khuyết bợ. Sao? Gì? Rồi đấy. Đi vô. Rồi thầy đi. Tay. Sát vào. Đừng có nhìn nhau nữa, hai bên sẽ que bên đi. Tiếp tục đi. Còn bên này. Bắt đầu tôi xem. Xem này. Tốt. Bắt đầu đếm nha. Bùm chắc chắc, 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 bùm chắc. Shut, boom, shut, shut. Xoay 5, 6, 7, xoay. Wow, băng xoay đẹp quá à. Băng của nhảy với tôi mới đẹp. Đừng có khen nữa. Stop. Rồi, cầm bên này. Xoay đi. Đi ra tôi có coi. 5, 6, 7, xoay. Đó, bạn tôi. Tuệ Nghi. Té vậy trời. Em có sao không? Để tôi. Thầy ơi, chắc để em đưa bạn lên phòng y tế. Ừ, em đưa bạn đi đi. Biết té thiệt không hay là màu nữa. Với việc học nhảy này, té như vậy không thể tránh khỏi được. Tuệ Nghi, sao mà bất cẩn quá vậy? Anh đi kiếm dầu cho em nãy giờ nè. Sau này phải cẩn thận hơn biết chưa? Dạ. Em ráng chịu đau tí nha. Anh mới xoa có xíu à, em hết đau rồi hả? Ê à, anh làm gì vậy? Yên tâm đi, anh có chân truyền của ông nội. Ông nội anh ngày xưa là thầy trật đã nổi tiếng của vùng á. Nhớ đừng có cử động nhiều thì vết thương mới mau lành được. Ngày mai qua ông nội với anh. Bên nhà ông nội có một chai rượu thuốc gia truyền rất là tốt, sẽ tốt cho vết thương em đó. Anh đừng có lo, ba cái giặt giảnh này về 3 ngày là khỏi à. Mà ông nội của anh dạo này sao rồi? Ông nội cũng khỏe lắm, chỉ có là mấy ngày nay trái gió, trời hơi lạnh nên là ông đang bị ho. Anh nhớ chăm sóc cho ông nội thật là tốt nha. Ngốc quá, em không nhắc anh thì anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho ông mà. Bởi vì ông là người thân duy nhất trên đời này của anh. À, Trung Kiệt, em có chuyện này muốn hỏi anh. Em nói đi. Nếu như có một ngày cha mẹ của anh bỗng nhiên xuất hiện rồi họ muốn nhận lại anh thì anh có chấp nhận không? Trong khi chính họ đã từ bỏ anh như vậy. Nếu như là anh sẽ gặp họ và hỏi rõ lý do. Mà anh nghĩ dù có lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể bỏ họ đâu. Bởi vì họ là người sinh ra anh. Nếu không có họ thì anh sẽ không tồn tại. Anh không gặp được ông nội, càng không gặp được em. Tuệ Nghi, chân em còn đau không? Còn một chút thôi anh. Để em bóp chân cho em một xíu nữa, chắc sẽ đỡ hơn á. Dạ. Sao vậy Nam? Sao mặt thẫn thờ đấy? À, có gì đâu, tôi đang suy nghĩ về mấy cái bài nhạc mới mà. Dính này. Dính này. Ê, tôi mới tải game này hay quá trời quá đất luôn. Chết. Nam ơi. Nam. Hả? Không sao mặt cứ đần thối à. Có gì đâu. Ô hay. Chơi tiếp. À, đôi khi ta phải vừa kéo, vừa thả, vừa bắn mới trúng được mục tiêu của mình. Vừa kéo, vừa thả, vừa bắn. Này, dạo này triết lý tình yêu của ông cũng thâm thúy phết nhở? Tình yêu gì? Thì câu ông vừa nói đó. Trời ơi, đầu óc ông là như trên mây á. Tôi nói game Gunpow này mới tải về chơi thì mà hay lắm luôn. Tôi cứ tưởng vậy. Thế thôi ông chơi tiếp đi nhá. Ấy, nước tới. Oh, nước cam. Hello homie. Hi. Ủa chị bữa đâu rồi? Chị nào? Chị em là kết băng đúng không? Đúng rồi. Chị giữ như quỷ luôn á, thiệt á. Chưa có gì xảy ra hết, tạt nguyên ly nước vô cái ta rồi. Ai biểu cậu nhiều chuyện quá anh Chi. Nhiều chuyện gì? Bây giờ anh chị cũng vậy thôi. Ngày lễ tình nhân đúng không? Tặng sô-cô-la cho nhau thì ai cũng vậy thôi đúng không? Cái bữa đó vậy nè, tự nhiên bà Khiết Băng bà đem hộp sô-cô-la tới, ông Kata ổng ăn vô, ổng đau bụng, xui một cái nữa, không biết làm sao, tự làm, không mua thì không chịu, em mà ăn là em đau bụng luôn rồi, luôn. Đừng nói gì á? Đâu có nói gì đâu. Hello. Hello. Ông á nha. Trên đời tôi mới thấy một người con trai á nhiều chuyện mà còn hả, cái miệng như con két á, mới lột lưỡi hay sao vậy hả? Két mới lột lưỡi. Cười gì cười. Còn hai người nữa, bạn thân cái kiểu gì mà thấy người ta nói xấu bạn mình mà ngồi đó cười được hả? Không binh vực hả? Vui quá ha. Tôi đâu nói gì đâu bằng. Nè, tôi giải thích cho mọi người biết nha, nghe cho rõ nè. Cái hộp sô-cô-la đó không phải tôi tặng ông Kata mà là tự ổng á hả, vô duyên lấy cái sô-cô-la người ta ăn đã, tự đau bụng, tự biên tự diễn rồi tự bị luôn, chứ tôi đâu có ép đâu. Thiệt chứ bộ. Ủa? Mà Kata đâu rồi? À, ông đang đấu giải ở bên quán chị Danh 2 á. Tại vì á, ổng có đứa em gái mà em gái thi vô trường nào danh tiếng lắm nên đấu độ để có tiền đóng học phí cho con gái. Ê anh, đấu độ kịch tính lắm á, mình đi qua bển coi đi. Ừ, đi. Hôm nay được hôn nước cam thì không uống. Ờ quên đó là trả tiền nha. Người chơi gian lận. Ai là kẻ thả bi? Nè, em đừng tưởng em đẹp, em muốn nói gì em nói nha. Cái gì? Nói gì vậy? Con hèn hạ. Bọn mày chơi xấu tao đúng không? Bằng chứng đâu? Không phải tao. Buồn cười. Thì cái này là cái gì? Có gì bất ngờ, thằng em tao thích chơi bi. Cái gì? Thằng em thích chơi bi hả? Ở đây là sân của ai? Sân của tụi tao. Tụi bay là ăn hoàng mềm xương với anh Kata ở nào á? Tụi mày còn gì để nói nữa không? Tao mà hèm gian lận cái sàn nhỏ này à, tụi mày có ngon thì đấu với tao sàn lớn kia kìa. Mày sợ à? Sợ hả? Thích thì chiều, chơi thì chơi. Tao sẽ làm cho tất cả tụi bay tâm phục, khẩu phục. Rồi. Mày đứng làm gì nữa? Hay lắm bà. Phải vậy chứ. Ê, nhưng mà sao bà biết tụi nó chơi gian lận hay vậy? Sao em biết được? Đối với tôi, tất cả một cuộc chiến mình phải tập quan sát. Ừ, đúng rồi. Lưu ý chuyện đó đi. Mà cảm ơn em nha, đã giúp đỡ anh. Không có gì đâu. Thực ra em cũng muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm bữa em lỡ tạt nước vào mặt anh. Coi như mình hòa ha. Mọi người đã tới rồi, vào uống nước đi. Bây giờ uống nước đi. Vui là ok. đúng là nữ hiệp, đẹp người, đẹp nết, phong cách, phong độ. Phá phá nước đi mày! Có chuyện gì mà sao con không đến quán chè mà hẹn chú ra đây? Mà cũng may á, hôm nay quán chè chú bán hết sớm cho nên mới đi được á. Con đó, dạo này học hành nhiều lắm hay sao mà có vẻ bơ phờ vậy? Dạ, dạo này giáo trình của trường có hơi nhiều cho nên con phải tập trung học chứ. Con làm gì làm, học á, cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Ủa mà hôm nay con đến đây có một mình sao? À, ý chú nói là Trương Kiệt hả? Đúng rồi. Sao con không rủ nó ra đây uống cà phê với chú cho vui? Ông của Trương Kiệt đang bị bệnh rất là nặng cho nên anh ấy phải ở lại chăm sóc ông. À, vậy hôm nào con gặp nó chuyển lời giùm chú, gửi lời thăm sức khỏe ông nội nó nghe. Dạ. À, chú ơi, hôm nay con có chuyện này muốn hỏi chú. Con nhỏ này chú biết hết á, lần nào gặp chú á con hỏi chuyện này cũng hỏi chuyện khác. Bữa nay có chuyện gì? Thật ra Trương Kiệt, anh ấy là trẻ mồ côi. Cha mẹ của anh ấy đã bỏ rơi anh ấy từ lúc mới sinh ra. Ông của Trương Kiệt chính là người đã nhận nuôi và chăm sóc anh ấy cho tới bây giờ. Con chỉ không hiểu là tại sao có những người làm cha làm mẹ mà có thể nào nhẫn tâm bỏ rơi con mình một cách tàn nhẫn như vậy. Chú cũng chưa hiểu hết ý của con. Chú có thể nào kể cho con nghe về ba của con được không? Thật ra con biết chú không muốn nói, con cũng muốn bỏ qua hết và sống tiếp cuộc đời mẹ con đã chọn cho con. Nhưng mà con không hiểu tại sao trong thâm tâm của con lúc nào cũng có một cái gì nó cắn rứt lắm. Con có cảm giác là nếu như con không biết được sự thật này thì con sẽ ân hận lắm. Chú, coi như là con cầu xin chú giúp con lần này được không? Chú kể cho con nghe sự thật được không chú? Con, thôi được rồi. Hôm nay chú sẽ kể hết sự thật cho con nghe. Dù sao chú không thể giấu con chuyện này mãi được. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, con cũng nên biết một sự thật để rồi con không làm chuyện gì sai để sau này chính bản thân mình phải ân hận. Sự thật câu chuyện là như thế này. Ngọc Hà, em suy nghĩ kỹ lại đi. Em đừng vô đó. Lúc nào cũng còn có anh bên cạnh em mà. Anh có thể chấp nhận hết mọi chuyện. Anh đừng nói nữa. Anh không có lo được gì cho em đâu. Ngọc Hà, muộn rồi. Có những chuyện đã xảy ra rồi, sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa đâu. Anh hãy quên em đi. Nhưng mà gia đình đó không có chấp nhận em đâu. Anh thôi đi. Anh thì biết gì chứ. Em sẽ không bao giờ để điều này xảy ra đâu. Em sẽ lấy lại những gì mình đáng có. Anh đi về đi. Cô ơi cô đừng có vô. Mà chủ đang ngủ. Tôi có việc gấp lắm, tôi muốn gặp anh Cường. Cậu Cường đi rồi, không có ở nhà. Anh Cường ơi. Cô ơi. Anh Cường ơi. Dạ thưa bà chủ, tôi cản cổ rồi mà cổ cứ xông vô đó bà chủ. Không sao đâu vú. Vú đi ra ngoài đi. Cô to gan lớn mật thiệt á. Hôm nay mò tới tận đây cơ à. Bác làm ơn cho con gặp anh Cường đi bác. Gặp làm gì? Con muốn nói gì? Nói với tôi nè. Con với anh Cường yêu nhau thật lòng mà bác. Bác làm ơn cho con gặp ảnh đi. Con có chuyện rất là quan trọng muốn nói với ảnh. Yêu á hả? Trời ơi yêu. Cái thứ rẻ rách như cô mà đòi yêu. Nè, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi là cô tránh xa con trai tôi ra. Tại sao cô nghe lời tôi mà cô để ngoài tai lời tôi nói vậy? Tôi cảnh cáo lần cuối cùng nha. Cô đừng đeo bám tới con trai tôi nữa, nghe chưa? Con lại có thai với ảnh rồi. Cái gì? Cô thai hả? Sướng ca vô loài như cô á, lan trả hết thằng nọ tới thằng kia. Biết con của ai? Trời ơi, bắt con tôi đồ dỏ. Cái loại đĩa rồi đeo chân hạt. Trời ơi, không lượng sức mình hả? Nè, tôi nói cho cô biết nha, cái thứ mà con cái rẻ rách á, rơm cỏ như cô mà đẻ ra cái thứ con trai á thì cũng là trộm cắp giết người. Còn con gái á, cô làm đĩ điếm như cô mà thôi. Tại sao bác lại ác miệng như vậy? Dù gì đây cũng là con của anh Cường, cháu của bác mà. Bác có cần nặng lời như vậy không? Cháu của tôi giả dắt về làm sao mà cháu tôi được. Trời ơi. Nè, cầm đấy, đọc đi, nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, đọc cho hiểu đi nhá. Con trai tôi á, nó sắp lấy vợ vậy đó. Nó lấy con gái độc nhất của một cục trưởng giàu có nhất cái vùng này. Nay mai á, nó cưới xong nó đi ra nước ngoài nó du học. Trời ơi, cái lúc đó hả, tương lai của nó tươi sáng rạng ngời. Trời ơi, cho nên ấy cái thứ cô hả, dẻ dách mà làm sao mà đời nó ngóc lên nổi. Bác thôi. Còn đây nè, nè số tiền này nè, thằng Cường á, nó không muốn gặp cô đâu, nó nhờ tôi đưa cho cô đó nha. Cầm lấy số tiền này và tránh xa đi, đi thật xa đi, đừng bao giờ tới đây nữa. Mà nè, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng nha, không bao giờ có bước chân tới đây nữa. Đừng để cho gặp mặt tôi, mà lúc đó tôi không khách sáo với cô đâu, cô biết chưa? Lala be your friend, với món ăn vì sao là bầu trời đam mê. Lala School in my heart, giấc mơ mình nhắn. Lala School be your friend.